nóng siêu trộm nhí sinh năm 2010, lấy 14 triệu đồng tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Công an vào cuộc xác minh vụ nhóm thanh niên chấn lột học sinh trên đường. Xe tải vượt ẩu, lấn làn tông thẳng vào người phụ nữ đi xe máy tử vong. Bí thư Hà Nội, lãnh đạo thành phố cùng người dân xuống đường dọn dẹp sau bão Yagi. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công một thiếu niên sinh năm 2010 là hung thủ trong vụ trộm 14 triệu đồng tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ của nhân dân phường Trường Thi gây phẫn nộ dư luận. Trưa ngày 14 tháng 9, một lãnh đạo phường Trường Thi, thành phố Vinh Nghệ An cho biết vào lúc gần 7 giờ cùng ngày, tại nhà bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1951, chú khối 7 phường Trường Thi, thành phố Vinh, là phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Trường Thi, chi hội trường phụ nữ khối 7, xảy ra vụ việc kẻ trộm lấy cắp số tiền 14 triệu đồng. Được biết, đây là số tiền đóng góp của nhân dân, các tổ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3, lũ lụt. Nhận được thông tin, Công an phường Trường Thi huy động 100% cán bộ chiến sĩ tổ chức tiến hành trích xuất camera. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực khối 11, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ số tiền 13,4 triệu đồng. Bước đầu, danh tính đối tượng được xác định là NXBK, sinh năm 2010, chú xóm Tân Lập, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn Hồ Việt An, tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm giữa hai nhóm thanh niên, gây mất trật tự xã hội, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết vụ hỗn chiến trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai thanh niên trên mạng xã hội. Ngày 14 tháng 9, công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn, Huỳnh Quang Khôi, Huỳnh Văn Cường, Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Ngọc Toàn cùng sinh năm 2006, Nguyễn Băng Nam, Nguyễn Hữu Long cùng sinh năm 2007 và Nguyễn Văn Sĩ sinh năm 2008 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đăng Phong sinh năm 2007, Lê Đức Mạnh sinh năm 2007 cùng trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Long và Trần Văn Tuấn xảy ra mâu thuẫn khi tham gia mạng xã hội Facebook, sau đó Trần Văn Tuấn dùng Facebook cá nhân nhắn tin hẹn Nguyễn Hữu Long đến giải quyết tại khu vực Hồ Việt An, thuộc thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm. Trần Văn Tuấn đã tập hợp nhóm thanh niên gồm 7 người chuẩn bị sẵn hung khí và nhắn địa chỉ cho Long. Trong khi đó Nguyễn Hữu Long tập hợp một nhóm thanh niên gồm 13 người chuẩn bị hung khí và di chuyển từ xã Tiên Hà qua xã Bình Lâm tìm nhóm Tuấn tại điểm hẹn nhóm Nguyễn Hữu Long dùng dao vỏ cha thủy tinh đá tấn công nhóm của Tuấn. Nhóm Tuấn cũng dùng gậy rửa đá tấn công lại nhóm Lâm, gây thương tích. Sau đó nhóm Lâm bỏ chạy. Hiện các đối tượng đang được triệu tập để điều tra làm rõ theo quy định. Sáng ngày 14 tháng 9, Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang xác minh và làm rõ phản ánh của người dân về việc hai em học sinh bị một nhóm thanh niên chấn đột giữa đường gây bức xúc dư luận chỉ huy Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai em học sinh đi xe đạp đang đứng ở khu vực ngã ba đối diện hồ đền lừ quận Hoàng Mai bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát chặn lại. Trong khi hai thanh niên đang lục đồ các em học sinh, một thanh niên đứng bên cạnh canh chừng đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng đến an toàn cho các em học sinh vì khu vực có nhiều trường học. Chỉ huy công an quận Hoàng Mai thông tin thêm, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được nhóm thanh niên trong sự việc và đang xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh niên này. Chỉ huy công an quận Hoàng Mai cho hay, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 9, cơ quan chức năng thông tin tại khu cua đoạn qua thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải vì muốn vượt ô tô con đi cùng chiều mà lấn hoàn toàn sang làn đường bên cạnh rồi tông trực diện vào xe máy đi ngược chiều khiến người phụ nữ trên xe máy tử vong. Theo đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9 trên tỉnh lộ 725, xe tải mang biển số Đồng Nai do tài xế Vũ Minh Phúc 33 tuổi ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Tân Lâm, huyện Di Linh về thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Đến khúc cua cấm vượt, tài xế Phúc điều khiển xe tải lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái để vượt một ô tô con đang lưu thông cùng chiều phía trước, đã tông trực diện vào xe máy do bà Hát THT 43 tuổi ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm điều khiển, cú va chạm rất mạnh khiến bà T văng ra khỏi xe, phần đầu xe tải bị hư hỏng. Bà T bị thương nặng, được đưa đến trung tâm y tế huyện Bảo Lâm cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây, do vi phạm quy định trong phòng chống bão lũ, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát Lào Cai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân hai xã Trung Lèng Hồ và Pa Treo. Theo đó ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai ra văn bản về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Má A Trúng, sinh năm 1990, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Lèng Hồ và ông Lý A Khoa, sinh năm 1983, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Treo. Lý do tạm đình chỉ căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 4, quy định 148, quy đề TVK ngày 23 tháng 5 năm 2024. Cán bộ cố tình trì hoán, đùn đầy, nè tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, hai cán bộ này đã không thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện, lơ là trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn, mưa lũ đường sạt lở nhưng không tìm cách đến xã để chỉ đạo khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra tại địa phương. Đây là quyết định kỷ luật nghiêm khắc vì trong bão lũ, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ người dân tỉnh Lào Cai ngày đêm phòng chống bão, tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả lũ lụt thì hai chủ tịch xã tại Bắc Sát né tránh, thiếu trách nhiệm trong phòng chống bão lũ, việc tạm đình chỉ này để răn đe và làm gương. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày 14 tháng 9. Sáng 14 tháng 9, công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo đã tìm thấy chị NTBT, sinh năm 1980, quê Đồng Nai, nạn nhân tử vong sau khi bị nước cuốn trôi cùng chiếc xe bán tải vào đêm hôm trước. Theo thông tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 9, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Dị An nhận được tin báo về việc người phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích ở khu vực đường suối Sẹp thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Sau hơn một giờ tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng đã tử vong, cách vị trí ban đầu hơn 200 m và chiếc xe bị mắc kẹt trong bụi cây ven đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn gây ngập úng, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi phương tiện và người điều khiển. Lúc này trời mưa, nước ngập sâu, làm chiếc xe bị nước cuốn, loạn choạn. Chị Tê mở cửa thoát ra ngoài thì bị nước cuốn trôi, mất tích. Người nhà cho hay chiều 13 tháng 9, chị Tê qua đường suối Sẹp, phường hóa an thành phố biên hòa gần hiện trường đón hai người cháu đi chùa tới tối thì chở hai người cháu về lại nhà lúc này trời đang mưa lớn khi chị tê để hai người cháu xuống xe đi vào nhà còn chị quay xe về lại biên hòa tới đoạn cống nước thì bị cuốn trôi người dân cũng cho biết họ nghe tiếng kêu cứu nhưng nước chảy mạnh không ai dám tiếp cận cứu người suối sẹp đã được làm bờ kè nhưng tới đoạn này thì bị ngưng vì vướng nhà dân hai bên mặc dù chính quyền thành phố dĩ an và thành phố biên hòa đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng để lấy đất làm suối nhưng một số nhà dân vẫn chưa bàn giao nên chưa thể triển khai con đường suối thì đi ngang qua cổng nhà của các hộ dân thuộc phường hóa an mỗi khi trời mưa lớn nước dưới suối đổ về tràn lên đường không còn biết đâu là suối đâu là đường còn vị trí nạn nhân gặp nạn chỉ được lắp cống bi nước về nhiều đường cống bi không thoát kịp nên tràn lên đường còn mặt đường vị trí này lại trũng hơn so với khu vực xung quanh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi chi buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn. Chiều ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã công bố sao kê những tổ chức cá nhân ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Theo bảng thống kê, có tổng 117 trang sao kê số tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank. Trong 3 ngày phát động, đã có gần 1.497 tổ chức cá nhân chuyển khoản về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Theo số liệu từ bảng sau kê, số tiền tổ chức cá nhân chuyển khoản ủng hộ thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất là 200 triệu đồng. Việc cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương công khai sao kê tiền ủng hộ của tổ chức cá nhân nhằm minh bạch thông tin và thu hút sự quan tâm của người dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và các cơ quan đơn vị tại tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục kêu gọi cán bộ, nhân viên, người lao động, người dân ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp gửi ủng hộ thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh với số tiền lớn như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ cửa ý Á Châu 500 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Hung Kiêu 182 triệu đồng. Đến thời điểm này, hàng trăm tấn hàng hóa đủ các loại của người dân tại tỉnh Bình Dương đóng góp đang trên đường chuyển tới các tỉnh phía Bắc trong những ngày tới sẽ có nhiều chuyến xe chất đầy hàng hóa từ Bình Dương ra các tỉnh phía Bắc để hỗ trợ người dân vùng bão. Thưa quý vị, mới đây tại vị trí km 8 200 bờ hữu công trình thủy lợi Ngũ Huyền Khê thuộc địa phận xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội xảy ra sự cố vỡ bờ với chiều rộng 5 đến 7 m, nguy cơ gây ngập úng 500 hộ dân, khu dân cư Ao Nhãn, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ngay sau đó, hơn 1.000 người đã được huy động để đóng cọc bê tông, cọc tre, thả hộp bê tông, bao tải đất, rọ đá, khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Song Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng ngày 14 tháng 9, do mực nước trên công trình thủy lợi ngũ huyện Khê lên cao tại vị trí km 8 200, bờ hữu công trình xảy ra sự cố vỡ bờ với chiều rộng 5-7 đến m ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Từ Sơn, huy động lực lượng khoảng 1.000 người tại địa phương, dân quân các vườn Trang Hạ, Châu Khê, Phù Khê, Hương Mạc, Đồng Kỵ và gần 100 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Công an thành phố Từ Sơn, sử dụng 4 máy xúc, 5 xe ô tô để khắc phục sự cố, lực lượng đóng cọc bê tông, cọc tre, thả hộc bê tông, bao tải đất, rọ đá vào vị trí vỡ. Liên quan đến sự cố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, khu vực xảy ra sự cố là bờ sông Ngũ Huyền Khê, chảy qua địa bàn cả Hà Nội và Bắc Ninh. Đây là công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đúng, tỉnh Bắc Ninh quản lý, lấy nước từ sông Đúng, Cống, Long Tử, huyện Đông Anh để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh và một số xã thuộc huyện Đông Anh. Dục Tú, Xuân Canh, Đông Hội, khi xảy ra sự cố nước tràn vào ảnh hưởng đến khu dân cư xã Đa Hội, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và một phần diện tích đất nông nghiệp thuộc thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Lãnh đạo huyện Đông Anh đã chỉ đạo các lực lượng phương tiện phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đúng, tỉnh Bắc Ninh xử lý khắc phục sự cố. Đến 10 giờ sáng ngày 14 tháng 9, sự cố đã cơ bản được khắc phục và kiểm soát đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai. Sáng ngày 14 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã cùng với người dân xuống đường tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão Yagi. Những hình ảnh đẹp trong buổi lao động tập thể này khiến nhiều người xúc động và không khỏi tự hào. Sáng ngày 14 tháng 9, tại vườn hoa Vạn Xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với quận Ba Đình Tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão Jagy khi mực nước các sông lớn chảy qua địa bàn thủ đô không còn trong tình trạng báo động lũ lụt. Tham dự lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão Jagy, ngoài lãnh đạo thành phố Hà Nội còn có sự tham gia của đông đảo nhân dân thủ đô. Sau lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng người dân xuống đường dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão Jagy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng tham gia tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau cơn bão. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trước ngày 20 tháng 9 sẽ thu dọn và trồng xong cây gãy đổ. Rất nhiều gương mặt trong lực lượng thanh niên của thủ đô tham gia dọn cành cây đổ, rác thải trên đường phố Hà Nội. Trong sáng ngày 14 tháng 9, quận Ba Đình đồng loạt tổng vệ sinh hơn 300 điểm. Trước đó, trong đêm 7 tháng 9, bão trà ghi quét qua thành phố Hà Nội đã khiến 40.000 cây xanh bị gãy đổ. Sau khi nước lũ rút, thành phố Hà Nội đang tập trung thu dọn và trồng lại cây xanh trong tổng số hơn 40.000 cây gãy đổ do bão Yagi, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội dự kiến cứu khoảng 3.000 cây, trong đó có 100 cây quý hiếm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào các chương trình tiếp theo.